cùng nhau nhìn lại một năm học với những hoạt động học tập trải nghiệm và vô vàn những điều thú vị tại Genesis. Năm học 2022-2023, học tập xuất sắc trong hạnh phúc. Ngày đầu tiên trở lại trường học, các Jenny đã có một khởi đầu thật khác biệt với nhiều hoạt động tương tác sáng tạo đúng với tinh thần học tập thông qua trải nghiệm của Genesis School. Hoạt động học tập trải nghiệm được diễn ra ở mọi không gian của trường, từ lớp học, phòng chức năng, bể bơi hay vườn trường. Các hoạt động showcase tổng kết dự án cũng diễn ra vô cùng sôi nổi. Không chỉ học tập tại trường, những giờ học thực địa hay trải nghiệm ngoài khuôn viên của Genesis cũng mang đến cho các Jenny thật nhiều điều thú vị. Các hoạt động đào tạo kỹ năng sống như phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và thoát hiểm được Genesis chú trọng để đảm bảo an toàn cho học sinh tại trường học cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Các hoạt động văn hóa đọc được đẩy mạnh với mục tiêu tạo dựng thói quen tốt, lan tỏa những cuốn sách hay đến với các bạn học sinh. Không chỉ học tập trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng, các hoạt động sự kiện cũng chính là dịp để cho các Jenny khám phá những điều mới lạ hoặc tỏa sáng trên sân khấu với những tiết mục trình diễn ấn tượng. Đặc biệt với các cuộc thi quy mô cấp trường, thành phố hay toàn quốc, các Jenny đã thể hiện được khả năng của bản thân và đạt được những thành tích ấn tượng. Và sự kiện khánh thành trường Genesis Hà Nội tại Nam Từ Liêm đã đánh dấu bước phát triển mới của hệ thống giáo dục Genesis trong hành trình mang triết lý giáo dục xanh đến với học sinh Việt Nam. Một năm học đã khép lại, nhưng những điều các bạn nhỏ đã trải qua chắc chắn sẽ để lại những khoảnh khắc đẹp trong tuổi thơ của mỗi Jenny. Tạm biệt năm học 2022-2023, một năm học xuất sắc và hạnh phúc!